Đánh địch trên làn sóng, đó là công việc thầm lặng của đội ngũ phát thanh binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vũ khí sắc bén này đã góp phần cùng quần chúng và dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân 1975. Nhà báo Trần Đức Nuôi, người đã viết bản tin chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng chính là một trong những biên tập viên chương trình phát thanh binh vận thuộc CP90 Đài Phát thanh Giải phóng. Sống trong hàng ngũ giặc, khác nào như mất một bàn tay. Buổi phát thanh binh vận đầu tiên của Đài Phát thanh Giải phóng ra đời vào tháng 12 năm 1962, nhằm vào đối tượng là binh lính, sĩ quan quân đội Sài Gòn. Từ năm 1969 đến năm 1973, ta lại có thêm chương trình phát thanh bằng tiếng Anh cho binh lính Mỹ và chư hầu GI, cứ vào 20 giờ tận hàng đêm. Các chương trình phát thanh được thực hiện thông qua các tác phẩm nghệ thuật hay lời kêu gọi của thân nhân gia đình binh sĩ, thông qua các phát biểu của những tri thức tên tuổi và thậm chí với tiếng nói của chính hàng binh đối phương. Từ đó, những con người đã một thời lầm lạc bị kẻ thù lợi dụng sớm giác ngộ được thực chất của cuộc chiến tranh phi nghĩa. Qua 13 năm thực hiện, đã có tới gần 150.000 chương trình được phát trên sóng của Đài Phát thanh Giải phóng, cùng với các chương trình phát thanh binh vận của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài La Habana Cuba, phối hợp tạo thành sức mạnh tuyên truyền sâu rộng cho cách mạng. Một cái anh binh sĩ ngụy Sài Gòn, anh nói đến được một cái sự thật mà làm cho người ta hiểu được và người ta bớt cái bom đạn đi thì cũng là một cái chiến thắng của chúng ta, chứ không phải là chỉ còn đánh nhau. Cho nên công tác binh vận là một công tác nó phải luồn sâu vào, nó phải lặng lẽ. Cái người làm ấy, đừng đòi hỏi công lao gì nhiều, đừng đòi hỏi rằng là tôi đã thành tích được bao nhiêu bài báo đâu, mà vấn đề là anh tìm được con người đó nói lên được một tiếng nói của sự thật, vậy là mà quan trọng, và làm cho phía bên kia họ cũng nhận ra được cái sự thật đó. Mình phải dùng tất cả những cái tình cảm của mình, những cái tâm huyết của mình, của một con người Việt Nam vào một để làm thế nào để nuôi anh em, bà con, họ hàng ruột thịt của mình và là bạn bè của mình để giành lại độc lập. Đấy là một cái ước mơ lớn nhất đối với người nghệ sĩ. 1/4 thế kỷ đã trôi qua, vì đại tá Chu Quang Tiêu, nguyên trưởng phòng phát thanh binh vận nay tuổi đã cao, trong tim ông vẫn tràn đầy nhiệt huyết về tổ phát thanh CP90 một thời. Trong điều 3 năm ấy là cái thật thà mà nói ngay, vợ con gia đình chúng tôi cũng không biết là chúng tôi làm một cái việc mà âm thầm như thế, là được bảo là đi Nam thật, nhưng mà tưởng là đi Nam. Nhưng mà thực ra lại là ở Hà Nội. Vợ tôi được tìm hỏi cái địa chỉ ở đâu, tôi bảo là cái địa chỉ là địa chỉ rất là bí mật, không phải việc đến. Đối với con gái tôi cũng thế.